Vâng, Quang xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả đang coi clip của Quang. Quay trở lại với cái chủ đề hôm trước thì cũng có mấy bạn hỏi là anh sao anh không làm clip hướng dẫn. Thì Quang ngay từ cái hôm đầu cái chú chim chòe than mà Quang mua ở trên mạng này về, Quang đã nói sơ qua về cái cách nuôi, cách chăm sóc rồi. Chắc là một số bạn có hỏi là chắc là cũng không theo dõi cái chú chim này từ đầu. Đấy. À, nếu mà anh em nào mà theo dõi ngay từ đầu thì đã biết đây là ngày mùng 10 tháng 4, tức là cách đây 5 hôm là Quang có mua cái chú chim này của một người bán ở trên mạng ở dưới Hà Nam Phủ Lý với cái giá là 4,5 triệu. Đó. Thì mình thấy cái bộ của nó to đẹp và đuôi nó xòe to thì cũng ý định là mình mua về mình để ghép đẻ. Bởi vì người bán có nói rằng là nó nhìn thấy chim là nó xù sụp. Đấy. Và hiện tại thì Quang nuôi gột thì về thì như anh em xem thì đã biết đấy là Quang đổi hẳn sang cái sản phẩm cám chòe của Quang ở đây cho anh em xem. Hôm nay là phân cám đây. Đấy. Đổi thẳng sang cái cám của Quang thì Quang thấy rằng là chú chim ấy là nó bớt sụp sạo đi rồi. Đấy, mình mang đi ngoài ra ngoài cội ngoài dàn mình dãi mình treo xa thì cũng đã túc tắc múa xòe ra chơi nhưng mà chưa cho được vào gần. Đấy. Thế còn đây thì Quang có chụp lại ở trên Facebook thì nó có hay cứ quay vào thì nó hay lên trên kênh của Quang ấy thì nó cứ hay bị xóa đi, là nó nói rằng là vi phạm bản quyền. Đấy, cho nên là Quang có chụp lại cái comment của người bán chim có đăng về Quang có đăng cái con này ở trên trên Facebook mà lại chụp vào cái đăng Quang lại chụp vào cái máy Quang đang quay, đâm ra là rồi bây giờ vào cái Facebook của Quang thì cũng không biết là có. Để Quang tìm xem nào. Đây. Quang mua của cái link này này. Cũng chả giấu cho mọi người clip đầu Quang cũng ấy rồi. Đây nhá. Cái này nó hay bị đây. Ở nhà em nó thấy chim từ xa nó đã xù rồi anh ạ. Đấy. Thực ra thì cái lúc mà nó chớm lên lửa thì Quang nghĩ rằng nó là cái lửa ảo thôi. Đấy. Hôm nay thì Quang phát hiện ra cái con này nó rất là thích cái giọng của con khiếu múa hót. Đây, Quang sẽ bật một cái file của cái con khiếu lên. Đấy, con thấy là bật cái khiếu múa hót này. Đấy, cho nó nhìn thấy là nó cảm thấy nó phấn khích nhưng mà nó điên cuồng nó múa hót. Đấy. Mê, 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 mê. Đấy, con thấy rằng là bật cái file khiếu lên thì thấy cậu có vẻ phấn khích mà điên cuồng hơn là cái file chòe. Vai khiếu múa lên là cậu còn cảm thấy là kiểu phấn khích mà hót cũng gắt lên. Cái
đấy, để cho anh em thấy rằng là mua một cái con chòe về nhé, là đổi sang cái cám của Quang này là không hề có mất lửa đi một chút nào nhé. Đấy. Đây, con cám đây. Thế thì cách nuôi thì như nào? Cái clip ngay từ đầu Quang đã nói rồi, là cái hôm đầu về thì mình cũng đừng có vội vàng mình cho nó đấu đá gì cả, mà cũng đừng cho nó phải nghe thấy những cái tiếng chim mà cùng loài của nó hót to hót cắt làm nó bị tâm lý nó ảnh hưởng. Đấy. Thế mình nuôi chăm nó vài hôm là mình chịu khó mình chơi với nó. Nếu mà như cái con này thì vài cái hôm đầu thì mình có dùng cái con mái để mình kè nó vào để mình luyện hót. Đấy, và sau khi mà nó quen với cả mặt của mình, nó tương đối nó quen với mặt chủ nuôi hàng ngày rồi thì là mình cũng không cần thiết mái lắm. Đấy. Và hàng ngày thì mình cứ dành ra độ khoảng 30 phút là mình ngồi mình chơi với nó. Có thế thôi. Vì nó cũng là con chim nó tương đối thuần rồi, đâm ra là với cả nó cũng đang có lửa rồi, đâm ra là nó cũng rất là dễ gột, dễ nuôi thôi. Đấy. Chứ nó không có gì là khó cả. Đấy. Thế là mình ngay từ đầu là mình không có vội vàng, mình không làm cái gì cả. Mình cứ nuôi dưỡng nó nhẹ nhàng, mấy cái hôm đầu mình chăm sóc nó cẩn thận. Thì để cho nó quen cái dần với cả mặt của chủ nuôi, có thế thôi. Đấy. Với một cái chú chim mà nó tương đối thuần mà nó có chút lửa này thì nó rất là đơn giản thôi. Nó không có gì là khó cả. Thế còn về cái vấn đề mồi tươi thì nó như này, cũng chia sẻ luôn với anh em một chút. Với cái chú chim mà nó như này ấy, thì nó là con chim mà nó nóng tính. Nó nóng tính thì người bán có nói rằng là chỉ cần người bán nói như thế là mình biết là về mình sẽ không cho ăn cái con sâu rồng nữa. Đó. Thì theo cái quan điểm của mình ấy, thì mình thấy rằng là những cái con chim mà nó đã nóng tính ấy, thì lại cho cả cám công kích lên, lại cám số lên, lại cám mà kích hót ấy. Với cả sâu rồng ấy thì con chim nó càng cáu nó càng sù sụp thôi. Khi mà mình mà cho nó ăn mà nó mát đi, cám mát rồi thì mồi tươi thì mình chỉ cho nó ăn như con này thì sáng nay mình có cho ăn 4 con cào cào. Đấy, với cả vừa xong thì có cho ăn 2 con dế. Có thế thôi. Vì là chim nó đang chớm lửa ở đây là mình phải thì cho ăn mồi tươi nó vừa phải thôi. Ngày mai thì có khi là không cần phải cào cào nữa, mà chỉ cần 2 đến 4 con dế một ngày thôi. Đấy, với những cái chú chim mà nó đang đạt lửa như này. Đấy. Thì Quang chăm đều tay chỉ trong vòng đấy, như mọi người thấy là từ hôm mùng 10 đến hôm nay là có 5 hôm, 15 là chim nó ổn định, là nó hót rất là đều nhé. Đấy, nó không bị thất thường như là cái lúc mà nó bị lửa ảo. Đấy. Cái lửa ảo thì nó thất thường thì nó như này, nay thì nó chơi, mai thì lại thôi không chơi. Cho nên là nhiều anh em cứ bảo là chòe than là nó hay dở mặt. Không phải là nó dở mặt đâu, bởi vì là chúng ta cho nó chơi là, một là chúng ta cho nó chơi quá đà quá, hai là nó là cái lửa, nó không phải là lửa thật của nó. Thế chúng ta nuôi là chúng ta nóng vội quá, chúng ta công kích nó lên ấy thì nó căng cái lửa đấy, nó gọi là lửa ảo. Đấy. Thì là nó sẽ chơi cái hôm đấy, nó chơi rất là đẹp, nhưng là đến hôm sau nữa hoặc hôm sau nữa chúng ta mang đi lại không chơi nữa. Đấy là do cái không cái lửa nó không thật. Đấy. Thế còn khi mà một cái chú chim mà mình chăm sóc nó đều tay ấy thì là nó sẽ chơi ổn định, nó chơi bền. Đấy. Thì bắt buộc khi mà Quang đã chia sẻ với mọi người rất là nhiều các cái clip về họa mi và chòe than rồi đấy, là Quang có nói rằng là tốt nhất đấy là chăm chim mới là mình chăm nó đều tay. Nó đều tay ngày nào cũng như ngày nào thì khi mà nó đạt lửa nó chơi nó sẽ bền. Nó bền con chim. Đấy. Không phải lo lắng là cái chuyện nay nó chơi xong rồi lại mai nó không chơi. Nhiều người nuôi chăm không tốt nên năm nay nó chơi rất tốt nhưng năm sau lại không chơi nữa. Đấy là do chăm sóc nó không đều. Đấy. Có những con anh em năm nay mang ra giải ra cộ chơi rất tốt nhưng năm sau chăm kiểu gì năm sau lại không chơi nữa. Là đa phần đấy là nuôi là nó không thay được hết lông. Anh em cho ăn nóng quá, nóng quá nó thay nó bị rắt lông, nó không thay hết là con chim nó không chơi được như cũ. Đấy, cái đấy thì chắc là nhiều người không biết.
rất nhiều người không biết. Nó bị rắt lông, ví dụ như là cái lông đuôi thì có thể rụng hết, nhưng cái lông cánh nó không rụng hết. Đấy, anh em là chăm là cũng chủ quan là không bao giờ đếm cái lông cánh của nó là bao nhiêu cái và nó rụng đủ chưa. Đấy, mà nói thật với anh em là Quang nuôi chim thì đúng là cũng chưa, gần như là chưa bao giờ đếm cái lông cánh của con chim. Cái lông đuôi thì mình hay đếm thôi. Đấy. Thế nhưng mà khi mà mình chăm con chim ấy, nó thay lông ấy, mà nó thay được hết lông ấy, thì nó sẽ năm sau nó sẽ chơi, nó sẽ đạt được lửa mà nó sẽ chơi ổn định. Chứ còn nếu mà nó thay mà bị rắt lông ấy, tức là nó còn sót vài cái lông cánh, nó không thay, nó không rụng ấy, thì năm sau nó sẽ không chơi đều được, nó không chơi tốt được như là cái năm trước. Đấy, thì qua cái clip này thì Quang cũng chia sẻ cho anh em cái vấn đề như thế, là về cái vấn đề mà nó bị rắt lông. Đấy. Thế còn về cái mùi tươi thì Quang nói rồi là với những cái chú chim mà nó đang là những cái chú chim mà nó sục sạo mà nó nóng tính như này ấy, thì chúng ta chỉ cho ăn mùi tươi mát thôi, chẳng hạn như là thêm một chút trứng kiến này, rồi thì vài con dế có thế thôi. Hoặc là thi thoảng thì cho nó một hai con cào cào châu chấu, tránh những trường hợp là chúng ta lại cho ăn sâu ấy, là con chim nó lại sẽ căng lên, nó gắt gỏng với chúng, hoặc nó sùi sục. Thực ra thì con này thì nó cũng không phải là nó chưa phải là nó đạt lửa hẳn đâu nhá. Đấy, như mọi người thấy là Quang quay sát này là cái họng của nó vẫn còn đang là đỏ đấy. Thế còn nó đạt lửa hẳn là họng nó phải đen xì cơ. Đấy. Đấy, họng nó vẫn còn đang gọi là nhạt nhạt và đỏ ấy. Nó không phải là, nó chưa phải là đạt lửa hẳn đâu. Đấy, quay ngang cái này thì mới thấy là cái họng của nó là nó đỏ. Thế còn nó quay thẳng thì nó tối thì nhìn nó đen xì, nó không, đây chưa phải là đạt lửa đâu nhé. Đây nó chưa đạt lửa đâu. Đấy, quay thẳng này thì nhìn nó đen, nhưng quay ngang cái này nhìn họng nó vẫn đấy, nó vẫn còn trắng nhợt và vẫn còn đỏ chứ chưa phải là đen xì. Đấy. Thì chim như này thì nó chưa phải là đạt lửa hẳn. Nó đạt lửa hẳn thì là nó đen xì đi và nó sẽ chơi, nó múa hót, nó ra hình nó đẹp hơn nhiều so với như này. Đấy là về cái con chuột than. Meo 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 meo. Đấy thì chúng ta mà muốn nó thuần với chủ nuôi thì chỉ có mỗi cách là chúng ta luyện hót như này thôi. Cũng giống như là Quang đã hướng dẫn cho anh em về rất là nhiều các cái clip về họa mi ấy, là khi mà chúng ta kè con mái vào đấy, xong con chim nó đang say hót thì chúng ta dần dần, chúng ta sẽ cầm dần tay vào lồng như này. Thì mỗi một ngày như thế con chim nó đang hót, nó phấn khích lên ấy, thì là nó quen dần với cả chủ nuôi có thế thôi. Chứ còn nếu mà chúng ta không luyện hót thì cứ kệ nó hót tự do thì chả bao giờ nó thuần với cả chủ nuôi cả. Đấy, nó là như thế. Thế còn anh em mà nuôi chim mà nó chưa có lửa thì chúng ta tách riêng ra một cái thung, treo cao sáng lên. Hàng ngày treo thế rồi chúng ta sẽ bổ sung nhiều cái mồi tươi đa dạng. Đấy. Thế còn nếu mà chim mà nó yếu lửa quá, nó yếu lực quá thì chúng ta phải thả vào lồng lực, lồng chạy đất để cho nó bay nhảy, rồi là nó bay nhảy thì là nó sẽ vận động nhiều thì nó sẽ ăn khỏe hơn. Nó sẽ về sau nó sẽ đẩy cái lực lên. Đúng. Hoặc những cái con chim mà nó căng quá thì chúng ta cũng phải cho nó vào lồng lực để chúng ta cho nó bay nhảy, để nó xả bớt đi. Thì mỗi một cái con chuột than nó có một cái kiểu nuôi riêng, chứ nó mỗi con nó một kiểu, chứ nó không con nào giống con nào đâu. Đấy. Thế clip này thì là cái clip hôm nay là ngày thứ năm Quang chăm sóc. Đấy. Về cái cám thì đổi hẳn sang. Đấy, mọi người thấy là ăn không vấn đề gì,
chim là vẫn hót múa ổn định. Đấy. Đấy, anh em thấy là đến hôm nay là chăm sóc các thứ là lông lá bắt đầu nó có vẻ là nó ôm hơn một chút nhá, nó mượt hơn một chút nhá. Đấy, quay sát cho anh em xem này. Đấy. Chứ cái hôm đầu về là nhìn nó vẫn còn hơi sơ xác một chút nhá. Chứ nó không được mượt như này đâu. Đây là do mình chăm tốt thôi. Hàng ngày cho nó tắm rửa sạch sẽ, rồi ăn uống nó đầy đủ các cái chất dinh dưỡng cần thiết, thì là nó chỉ có mỗi ngoài cái việc hót ra thì nó sẽ đứng nó làm đẹp, nó đứng nó sẽ rửa lông rửa cánh, thì là dần dần nó óng mượt lại thôi. Chứ còn anh em nuôi chim mà lại không chim mà không ăn uống đủ chất, lại không lại bị nhảy hoảng nhảy nhiều chẳng hạn, thì nó bó bí lông vào. Khi mà con chim nó được ăn uống đầy đủ chất, nó được có những cái thời gian nghỉ ngơi nhất định, ngoài cái việc chúng ta cho nó hót ra thì nó có những cái thời gian được nghỉ ngơi nhất định, thì con chim ở trong lồng nó được ăn uống no say rồi thì nó chỉ đứng nó rỉa lông rỉa cánh thôi, thì nó càng rỉa lông rỉa cánh nhiều thì nó lại càng đẹp. Đấy, nó gọi là nó làm đẹp cho bộ lông của nó đấy. Đấy là cái phần chăm sóc cái chú chim. Các cái loài chim nói chung nuôi nhốt ở trong lồng thì chúng ta cứ chăm sóc nó tốt là nó sẽ lông lá là óng mượt. Thì Quang cũng chia sẻ một chút cái kinh nghiệm là như thế. Và clip này thì Quang xin được nói đến đây thôi. Bây giờ thì xem nào. Bây giờ là 3 giờ chiều rồi, bây giờ Quang phải đi làm đơn đóng cám để gửi cho anh em thôi. Hẹn gặp lại mọi người ở trong các cái clip sau nhé. Đấy, mà mình cũng chỉ cho nó hót độ khoảng nửa tiếng thôi rồi cho nó nghỉ ngơi. Chứ cứ suốt ngày bắt nó hót thì nó đâu nó có phải là cái máy đâu. Đâu nó có phải là cái quạt điện mà cứ cắm điện vào rồi là nó chạy đâu. Mà nó chạy rồi thì nó cũng phải nghỉ chứ. Không thể nào chạy được suốt ngày suốt đêm được đúng không ạ? Con chim thế, nó hót thì có giờ có giấc thôi. Cũng đừng bắt nó phải hót nhiều quá. Đấy, clip này thì Quang dừng lại ở đây thôi. Xin được hẹn gặp lại mọi người ở trong các cái clip sau nhé.